Rồi chào con nha, bữa nay thì mấy con mới vào đê chính nè, tứ xiên nè. Đây đê chính tứ xiên nha. Đê chính là 185 nha bà con. 185 đê chính 6.7 kW. Đây rất đẹp luôn. Đê chính gió, gió là đây, gió là xài cách gió. Còn nước là 100 nước trên đây. Ở là đê chính nước là gió là vậy đó. Kích cỡ và mẫu giống nhau, chỉ khác cái cách nước cách gió thôi. Cái đổ nước xài, cái làm mát bằng gió, cái làm mát bằng nước thôi. Đây chính tứ xiên. Đây hàng nhập khẩu luôn nè con, đây hàng nhập khẩu luôn. Hàng nhập khẩu luôn. Đây chính. Gió nước đầy đủ. Hàng đầy đủ nè, hàng đẹp nha. Mới khỏe bà coi. Hư hai chục chặt. Có công ty lo. Đây chính. Nước và gió nha, mà con thích xài nào xài. Máy chát luôn. Còn đây là D15. Bên em còn có 9, 15, 24 và 16 với 28, 30, 35. Đây là D15 mất bê. Hàng nhập khẩu luôn nha. Đây, hàng nhập khẩu luôn. Hàng này xài gió nè con, D15 xài gió. Đây là gió đây, D15 là con gắn đề cốt được luôn nha, đề cốt vẫn xài được luôn. Đây là D15 ớt 1110 là D15, còn ớt 185 á, đây là D9. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. D9, D15, D24, D28, D30, D35. Còn đây là D24 có đề. Xài nước, nước là đổ nước đây xài mà con. Và xài nước vậy. Và D24 nha. SS1115 là 24 mã lực. Đây. Hàng nhập khẩu rồi con. Martin nhập khẩu luôn. Có đề luôn nha. Có đề có sạc luôn con, cục sạc luôn. D24 có đề. Đây D24 24 mã lực nè con, có đề luôn. Nói chung hàng D là cỡ hai mấy lên bà con nên xài đề, quay nó hơi nặng so với người lớn tuổi, bà con nên xài đề, đề nó hay hơn. 24 nước đề luôn, đề thêm không nhiêu tiền mà quay nó khỏe bà con ơi. Đề 12V luôn là dễ xài, bình 30 A là xài được. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là D28 Giang Đông 6 cùi sông. Đây Giang Đông D28 lượt nhớt bơm nhớt đầy đủ luôn nè, đẹp nè. Đây có lượt nhớt luôn, được này lượt ba cái mạc cho máy nó màu mòn á, hay là ba cái khối nhớt đóng bụi đây sẽ lượt lại. Bà con mỗi lần thay nhớt lên thay lượt này là tốt nhất nha, là máy sẽ hoạt động môi trường khắc nghiệt nhất, liên tục nhất luôn. Là D Giang Đông 28 khoảng 2000, D trung bình khoảng 2200 vòng trên phút bà con. Alo nghe anh ơi. Dạ đúng rồi. Đây đây Giang Đông 28 6 cùi sông, hàng nhập khẩu. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây D Giang Đông D35. Đây D35 có đề nha bà con, có đề luôn. Đây D mắt in luôn, hàng nhập khẩu luôn nha. D35 này xài gió bà con. Đang khi bà con đi mua đề nha, D từ 24 người lên là mua đề qua nó nhẹ hơn bà con ơi, cái đề nó nặng. Nó nặng quay mà con quay không nổi, mua đề nó nhẹ hơn. Không có nhiêu tiền, bấm đề là chạy thôi. Có sạc luôn, bình 30 A xài được bà con. D35. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.
Rồi chào bà con nha.